Ok, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn vừa thấy, mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái đoạn video clip về cái phần kết thúc của một cái video ở trên YouTube. Thì tại sao chúng ta cần phải có một cái đoạn kết thúc ở video trên YouTube? Thì đoạn kết thúc này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tỷ lệ gì các bạn biết không ạ? Đăng ký kênh. Và khi các bạn tăng tỷ lệ đăng ký kênh thì nó sẽ giúp cho cái kênh của chúng ta có nhiều lượng sub hơn. Và khi chúng ta ra bất cứ cái video nào thì cũng sẽ có rất là nhiều người có thể là xem cái video của chúng ta. Và nếu như bạn kiếm tiền thì sẽ giúp cho bạn có được thêm nhiều traffic, thêm nhiều view và được YouTube trả tiền nhiều hơn. Và nếu như bạn đây có một cái kênh về xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, thì đây cũng là một cái rất là hay để giúp cho chúng ta là tăng thêm cái khách hàng đăng ký vào kênh. Và sau đó thì chúng ta có những cái video chia sẻ thì sẽ có rất là nhiều người xem. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết. Ok, và đầu tiên thì các bạn có thể vào cái trang web là đây, các bạn có thể vào trang web là playit.net các bạn nhé. Các bạn có thể vào playit.net. Sau khi các bạn vào playit.net thì các bạn đây, mình sẽ vào cái phần này luôn cho bạn. Đó, ở đây là cái trang web này nha. Các bạn sẽ truy cập vào cái trang web này playit.net. Sau đó thì đây là một cái website, mình giới thiệu các bạn, đây là một website về video marketing. Và các bạn có thể tạo ra những cái video, những cái chủ đề về video giúp cho các bạn truyền đạt những cái thông tin đến khách hàng một cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất. Ok. Và ở đây có rất là nhiều những chủ đề khác nhau. Trên YouTube cũng có, rồi trên các mạng xã hội, rồi trên Facebook, rất là nhiều các bạn nha. Rất là nhiều. Và riêng mình ấy, thì là mình sẽ tạo vào về YouTube. Đó, các bạn có thể chọn là bây giờ mình sẽ chọn một cái chủ đề đó là về YouTube nhá. Thì các bạn có thể bấm vào cái mục đây, các bạn có thể bấm vào cái mục, mình sẽ lựa chọn cái khung ảnh là 16:9, khung ảnh chuẩn 16:9 của YouTube. Đó, sau đó các bạn có thể lựa chọn bất cứ một cái video nào ở trên đây. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào nó chọn click trực tiếp. Đó, thì đây là cái màn hình chính của cái phần mềm này. Và chúng ta sẽ cần là thêm tên, cái tên của chúng ta, cái tên vào đây, slogan vào đây. Và chúng ta upload cái ảnh của chúng ta lên thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái video kết thúc. Và đây là cái phần mà tôi đã làm rồi đây. Đó, thì tôi sẽ cho bạn xem về cái video này. Đó, rất là nhanh chóng đúng không? Chỉ trong vòng khoảng 1 phút thì tôi đã giới thiệu cho các bạn một cái công cụ vô cùng mạnh mẽ giúp cho các bạn tạo ra một cái video kết thúc hoặc là video marketing ở trên online hoàn toàn là miễn phí. Nhưng mà đây là cái website trả phí thì làm sao để miễn phí được đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ download cái video này về đúng không ạ? Thì chúng ta có thể bấm vào nút download. Và ở đây nó nói rằng là chúng ta sẽ mất 10 đô, 9,95 đô để sử dụng cái video này. Nhưng không, tôi sẽ download cái video này về và tôi sẽ có thể download video này về hoàn toàn là miễn phí. Nếu bạn bạn hoàn toàn có thể trả phí cho cái nền tảng này vì thực ra nó là một nền tảng rất là tuyệt vời. Đấy, thì bạn có thể phải trả là 14,95 đô cho một tháng. Hoặc nếu bạn mua một năm của nó là khoảng 99,95 đô. Đó, ok. Thì tương đương với lại là nó chỉ là 8,33 đô cho một tháng thôi. Tuy nhiên trong hôm nay thì tôi có thể giúp cho bạn đó là dùng nó hoàn toàn là miễn phí luôn nha. Đó, thì các bạn sẽ bấm vào nút là get the free. Đó, nhưng mà mình thấy là tạo tải cái video về và có thể dính cái logo của
có bên nền tảng này. Đó, thì bạn bấm vào nút là download. Sau khi bạn download về, đúng không ạ? Sau khi bạn download về thì nó sẽ xuất hiện ra, nó sẽ ra, chúng ta sẽ có một cái file đó. Thì chúng ta có thể file cái file này mà nó là file thô, nó sẽ như này. Đó. Và file thô của nó sẽ có cái phần logo của bên bên nền tảng, bên Payix, đúng không ạ? Thế bây giờ làm sao? Bây giờ mình chỉ cần là tạo ra một cái, bây giờ mình làm sao để cái logo này nó ẩn đi thì nó thành một cái video rất là đẹp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng là cái công cụ đó là Camtasia. Đấy. Giống như tôi đang ghi hình đây cũng là bằng cái công cụ ta Camtasia. Thì khi bạn vào Camtasia thì các bạn chỉ cần tạo ra một cái, đây tôi sẽ hướng dẫn lại nha. Đấy, các bạn sẽ tạo ra một cái này thôi, một cái tên thôi, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ là kéo nó dọc dọc ra để cho nó che, nó che mất cái từ logo của nó đi. Đó. Như vậy thì chúng ta đã tạo ra một cái video. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cho bạn xem. Đó, ok. Chúng ta xem lại nha. Đó. Rất là nhanh đúng không các bạn? Mà cái logo của bên nền tảng đã bị mất, đúng không? Nếu bạn có ngân sách bạn lớn thì bạn hoàn toàn có thể trả phí cho bên cung cấp nền tảng để chúng ta ủng hộ họ để có thể tạo ra những cái giải pháp tốt hơn. Ok. Và sau đó thì bạn xuất cái file này ra và chúng ta sẽ có được một cái video hoàn chỉnh như sau. Đó, đây là cái video hoàn chỉnh này. Đó, đây là cái video hoàn chỉnh giống như cái video lúc trước tôi cho bạn các bạn xem đấy. Đây, YouTube end nha. Đấy. Đó, video hoàn chỉnh nhá. Đấy, coi như là xong nhá. Đó, các bạn có bất cứ cái thắc mắc gì thì hãy để lại cái phần comment bên dưới. Trong cái video lần sau thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, chúng ta sẽ tạo ra một cái intro video như thế nào để cho nó hay, đúng không ạ? Và xin chào và cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video hữu ích từ Hùng Binet. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.